Một nữ ca sĩ nổi tiếng hủy liên tiếp hai show diễn vì cổ họng bị tổn thương, công việc quá tải. Thông tin trên khiến người hâm mộ của nữ ca sĩ không khỏi lo lắng. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, nữ ca sĩ Hòa Minzy đã đăng thông báo xin lỗi cũng như tuyên bố sẽ hủy hai đêm diễn liên tiếp vì lý do sức khỏe. Cụ thể, Hòa Minzy cho biết, Hòa xin thông báo đến khán giả mua vé hai đêm mini show. Mùng 6 tháng 1 tại Hà Nội và 8 trên 1 tại thành phố Hồ Chí Minh rất tiếc hai đêm nhạc sẽ không diễn ra như dự định vì hiện tại sức khỏe và cổ họng của Hòa không thể đáp ứng được ạ. Như vậy, hai đêm nhạc diễn ra vào ngày mùng 6 tháng 1 và mùng 8 tháng 1 sẽ không thể diễn ra như dự định và Hòa Minzy cho biết sẽ bù đắp vào một ngày không xa. Hòa Minzy phải hủy show vì lý do sức khỏe. Nói rõ về tình trạng sức khỏe của mình, Hòa Minzy cho biết mỗi mini show em Hòa sẽ thường hát 20 đến 30 bài một đêm. Và hai đêm tổng lấn 50 đến 60 bài chưa kể lúc tập luyện hát như thật để đảm bảo chương trình được hay nhất. Bác sĩ cũng đã cảnh báo về vấn đề này, nhưng thời gian qua khối lượng công việc quá tải khiến cho cổ họng bị tổn thương hơn. Vậy nên rất tiếc phải đưa ra thông báo tới mọi người về việc show diễn bị hủy. Có thể thấy, với lịch trình dày đặc quãng thời gian cuối năm, sức khỏe của Hòa Minzy đã bị tổn thương không ít. Đặc biệt là với cổ họng, bộ phận cực kỳ quan trọng với một người ca sĩ. Quyết định hủy show của Hòa Minzy được người hâm mộ đồng cảm vì họ muốn đặt sức khỏe của thần tượng lên hàng đầu. Nhiều fan của Hòa Minzy cũng không khỏi hoang mang khi những ngày cuối năm của nữ ca sĩ lại đối diện với tin tức kém vui như thế này. Nữ ca sĩ hẹn tái ngộ khán giả vào một ngày không xa.